chương 221 chúng tôi bắt đầu vẽ đây. Sắc mặt anh ta cực kỳ xấu xí, sau một chốc, anh ta lại mở miệng nói, bây giờ anh vừa ra khỏi tù, không có việc làm nhỉ, tôi cho anh một khoản tiền, cho anh một công việc, anh cách xa cô ấy một chút, thấy thế nào? Một học sinh như anh sao? Có tiền lắm sao? Lê Văn Vân cười nhạo hỏi. Trên mặt Lê Tử Du lộ ra vẻ ngạo nghễ, anh ta nói tiền tiêu vặt mỗi năm của tôi đều hơn trăm vặt, là một con số mà anh có nghĩ cũng không dám nghĩ muốn tìm một công việc cho anh tiền lương hơn vạn để anh còn có thể dễ dàng sống qua ngày tại lâm hải anh ra một cái giá đi lê văn vân nhìn anh ta nói thật ngại quá tôi không có hứng cha tôi là phó chủ tịch tại tập đoàn Hán vũ tiền lương một năm kiếm được đến mấy trăm vạn tôi ăn bám là đủ rồi anh lê tử du thấy lê văn vân khó chơi anh ta cười khẩy nói con mẹ nó anh đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt cho nên, anh định làm thế nào? Dùng mắt chừng chết tôi? Hay dùng miệng phun chết tôi? Lê Văn Vân phỉ cười nói, ai ra, thật ra tôi rất phục loại người có da mặt dày như anh. Rõ ràng Trần Hy đã không thích anh, thậm chí còn không muốn quan tâm anh. Nếu không phải nhìn mặt anh là dòng chính nhà họ Lê, cô ấy đã sớm cho anh lăn rồi, cũng chỉ có anh mới còn mặt dày mày dạn dán đến trên mặt người ta. Lời này của Lê Văn Vân trực tiếp hung hăng chọc mấy dao vào người anh ta cả khuôn mặt lê tử dụ ngập tràn phẫn nộ nhưng anh ta lại không muốn phát điên ngay nơi đây chỉ có thể nhìn chòng chọc vào lê văn vân nghiến răng nghiến lợi lê văn vân nhún vai tiếp đó cởi quần áo xuống để lộ một thân cơ bắp rắn chắc rồi anh lại cởi quần ra chỉ mặc một cái quần lót nghênh ngang ngồi xuống ghế được được lắm lê tử dụ cắn răng nói lê văn vân anh chờ đó cho tôi tôi sẽ cho anh biết chiêu chọc tôi trên đất lâm hải sẽ mang lại hậu quả gì lê văn vân chẳng thèm quan tâm nhún vai audio điện tử võ tấn bền trong lúc nói chuyện trần hy và vương giai kỳ đã cầm bút vẽ bước vào nhìn thấy lê văn vân ngồi ở bên kia gương mặt trần hy lập tức đỏ lên vương giai kỳ thì lại chập lưỡi tấm tắc vóc người này đúng là không tệ nha lê văn vân trần hy đỏ mặt đi tới bên cạnh lê văn vân nói anh ngồi xuống trước đi tôi sẽ giúp anh sắp tư thế sau đó cô ấy bắt đầu giảng cho Lê Văn Vân nên bày tư thế như thế nào. Lê Văn Vân có thể cảm giác được tiếng hô hấp của cô ấy đã nặng nề hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có thể nghe được tiếng trái tim đang cấp tốc đập mạnh của cô ấy. Rốt cuộc vẫn là một cô bé. Lê Văn Vân thầm thở dài nói, nếu như là hoa hồng đỏ, có lẽ đã trực tiếp đẩy mình ngã nhào. chương 222 thẻ kim cương. Trong ánh mắt người tiếp đón vị khách số 2 tràn ngập sự chấn động, Thẻ kim cương Trước kia Đặng Hân Hân từng phục vụ cho người dùng thẻ kim cương, sau đó được điều từ Giang Thành tới Lâm Hải, tăng một lúc mấy cấp liền. Hơn nữa vào sáng sớm hôm nay, Đặng Hân Hân lại một lần nữa được thăng chức, tăng lương. Hiện tại, nếu như mình cũng tiếp đón một người dùng thẻ kim cương, nếu như có thể phục vụ cho người ta mà nói. Chẳng phải là đã tìm được một cây dụng tiền rồi sao? Số 2 thản nhiên nói, không nên để lộ ra, sắp xếp cho tôi một gian phòng yên tĩnh, sau đó gọi người phụ trách cấp cao nhất của các cô tới cho tôi. Được, vâng, mời cô đi theo tôi. Cô gái đón tiếp số 2 đè nén sự hưng phấn trong nội tâm, hơi khom người làm từ thế mời. Lát sau, người kia đã được dẫn tới một căn phòng yên tĩnh, người tiếp đón cô ấy lấy cho cô ấy một cốc nước, nói cô chờ một chút. Ngay sau đó cô ấy đi ra ngoài. Đại khái là mấy phút sau, Hoàng Lượng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy số 2 ngồi ở trong, Vẻ mặt ông ta hơi thay đổi, sau đó chỉnh đốn lại, đi tới trước mặt số 2, từ từ cúi người chào, "Hoan nghênh cô Hoàng." Ông ta từng gặp số 2, họ Hoàng, ở người gác đêm, tên đầy đủ là Hoàng Thị Kỳ. Cô ta ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Lượng, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười, nói, "Không được cho bất kỳ ai biết chuyện tôi tới tìm ông, bao gồm cả người của người gác đêm." Hoàng Lượng vội vàng gật đầu đáp hiểu, "Còn nữa, hôm qua tôi nhìn thấy anh Lê trước kia may mà có mọi người, chúng tôi. Hoàng Thi Kỳ xua tay, cắt đứt lời ông ta, nói, hôm nay tôi đến đây là vì Lê Văn Vân, ông có số điện thoại của anh ta không? Tôi chỉ có địa chỉ mail của anh ấy, Hoàng Lượng nói, chỉ là có lẽ có một nhân viên của chúng tôi có, bây giờ cô ấy chuyên môn phục vụ cho anh Lê. Kêu cô ấy đến đây, Hoàng Thị Kỳ bình tĩnh nói. Hoàng Lượng thông báo gọi nhân viên kia tới, hai phút sau, Đặng Hân Hân đã xuất hiện ở ngoài cửa, cô ấy nhìn hoàng thị kỳ tóc ngắn đeo kính dâm ở trong phòng nhẹ giọng hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì sao qua một đêm rồi đặng hân hân dường như đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình tốt hơn nhiều lúc này cô chẳng khác gì bình thường hoàng thị kỳ ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái cười mỉm nói quả nhiên lê văn vân vẫn thích người đẹp như thế này cô biết lê văn vân đặng hân hân ngẩn ra sau đó trên mặt lộ ra vẻ đề phòng cô không cần lo lắng Tôi và Lê Văn Vân có quen biết, còn thân thuộc hơn so với tưởng tượng của cô." Hoàng thị Kỳ bình tĩnh nói, "Đưa số điện thoại của Lê Văn Vân cho tôi." "Chương 223, có phải gọi nhầm số không thế?" Cô nuốt nước bọt, sau đó hỏi cô, "Và Lê Văn Vân có quan hệ như thế nào?" Hoàng thị Kỳ cầm điện thoại di động của cô, gọi vào số mình một cái, sau đó hơi mỉm cười nói, "Sau này cô sẽ có cơ hội biết." Nói xong, Hoàng Thi Kỳ cất điện thoại, rời khỏi ngân hàng Tân Hải. Ở nơi khác, Lê Văn Vân vẫn đang duy trì một tư thế hơn một tiếng đồng hồ, anh hoàn toàn không nhúc nhích một chút nào. Vương Giai Kỳ ngồi bên cạnh tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Bình thường trước đây bọn họ cũng tìm mẫu cơ thể người, nhưng những người đó giữ nguyên tư thế được một lúc xong sẽ hơi điều chỉnh một chút, cái kiểu duy trì nguyên một tư thế, bất động như Lê Văn Vân thế này thật sự rất hiếm thấy. Đương nhiên, cái kiểu khiêu chiến thời gian này với lê văn vân mà nói thật sự là quá đơn giản ring ring đúng lúc đó điện thoại của lê văn vân đặt ở bên cạnh đống quần áo đột nhiên rung lên trần hy nhíu mày cô đi tới cầm lên nói là số lạ cô lấy tới đây để cạnh tại tôi lê văn vân nói trần hy gật đầu cầm điện thoại tới bên cạnh bấm nghe sau đó để bên tai lê văn vân alo lê văn vân mở miệng hỏi cho hỏi ai đó bên kia điện thoại im lặng một hồi sau đó lê văn vân nghe thấy tiếng khóc sụt sùi dường như người ở đầu bên kia đang kích động này nói đi lê văn vân cau mày nói có phải gọi nhầm số không thế lúc này bên kia dường như đã điều chỉnh lại được tâm trạng thế nhưng giọng nói vẫn hơi nghẹn ngào lê văn vân đoán xem tôi là ai đùng nghe được giọng nói này đầu lê văn vân như nổ tung anh đột nhiên đứng lên đoạt lấy điện thoại trong tay trần hy rất kích động nói cô đang ở đâu. Tôi lập tức tới đón cô. Lê Tử Dụ ở bên cạnh thấy thế nhíu mày, anh đang làm người mẫu cơ thể đấy, bảo anh đừng nhúc nhích mà anh nghe không hiểu sao. Lê Văn Vân không phản ứng lại anh ta, anh kẹp điện thoại di động bằng vai, vội vàng khoác áo lên. Tốc độ mặc đồ của anh suýt nữa đã khiến Vương Giai Kỳ và Trần Hy phải rất cầm. Tôi ở đường Tân Giang, đối diện ngân hàng công thương. Đầu dây bên kia vang lên câu nói thứ hai đứng ở đó đừng đi đâu, tôi tới ngay. Lê Văn Vân nói xong cúp điện thoại. Sau đó anh quay lại nói với Trần Hy, Trần Hy, sợ là tôi không tiếp tục làm mẫu cho cô được nữa, lần sau có thời gian thì hẹn dịp khác nhé, bây giờ có chuyện rất quan trọng tôi cần phải xử lý. Lê Tử Dụ cười lạnh nói, ha, chuyện quan trọng gì hả, đi gặp người tình nhỏ sao? Tôi vừa nghe thấy rồi, là một người phụ nữ gọi điện cho anh. Anh ta còn chưa nói xong, Lê Văn Vân đã đột nhiên lường anh ta một cái, ánh mắt ấy lạnh như băng. chương 224, anh kết hôn rồi. Đương nhiên là Lê Văn Vân không để ý đến bọn họ, sau khi rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Hoàn Vũ, anh bắt một chiếc taxi đến thẳng nơi cần đến. 5 phút sau, xe taxi dừng lại trước cửa ngân hàng công thương. Lê Văn Vân trả tiền xuống xe, sau đó anh nhìn quanh, ánh mắt rơi vào cô gái tóc ngắn đeo kính dâm đang ngồi trên ghế đá cách đó không xa, hai mắt anh đột nhiên ướt. Tuy rằng anh biết số 2 vẫn còn sống, thế nhưng khi thật sự nhìn thấy cô ta, Lê Văn Vân vẫn không kìm được nước mắt. Ở gần cô ta còn có một thanh niên mặc áo hút đi, nhưng Lê Văn Vân lại tự động loại bỏ anh ta, anh thở hắt ra một hơi, đi tới trước mặt Hoàng Thi Kỳ, dừng lại trước mặt Hoàng Thi Kỳ chừng 2 mét. Hoàng Thi Kỳ ngồi ở đó, thế nhưng Lê Văn Vân nhìn thấy rất rõ, dưới lớp kính dâm của cô ta là hai hàng nước mắt hoàng thi kỳ nhẹ nhàng nói để tất cả được thở lê văn vân mỉm cười môi mấp máy đạo phong chỉ hướng trái tim ngay sau đó cả hai người đồng thời mở miệng chiến không có đường lui giọng nói vừa dứt cả người hoàng thị kỳ bỗng nhiên bay lên không trực tiếp nhào vào trong ngực lê văn vân lê văn vân khẽ mỉm cười xoa xoa hốc mắt ướt át cũng ôm chặt hoàng thi kỳ vào trong lòng tôi biết ngay mà anh chắc chắn sẽ không chết anh chắc chắn sẽ không chết hoàng thị kỳ hung hăng ôm lê văn vân sau đó cô vừa khóc vừa nói chỉ là đường 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 anh ấy mãi mãi không quay về nữa tôi đã thấy đạo xuyên qua thi thể của anh ấy vì yểm hộ cho chúng ta rút lui vì hoàn thành nhiệm vụ tôi đã thấy anh ấy ngã xuống trong vũng máu nhưng tôi lại không thể làm gì được nghĩ đến một màn vào ba năm trước kia lê văn vân đang ôm hoàng thị kỳ nước mắt cũng chảy xuống theo anh ấy sẽ không chết tôi thề anh ấy sẽ không chết tôi sẽ làm thịt bùi nghinh tùng sẽ khiến cho toàn bộ tất cả thế lực ngầm khi trước tham dự cuộc chiến đó trả giá lớn lê văn vân nghiến răng giọng điệu kiên định hoàng thị kỳ ôm lê văn vân ôm thật chặt thân thể run rẩy không ngừng cứ như vậy hai người ôm nhau mười mấy phút tâm trạng của hoàng thị kỳ mới dịu đi cô ta hít mũi ngô nghiêu đứng bên cạnh vội đưa giấy đến cho cô ta vẻ mặt ngô nghiêu lúc này ngập tràn hưng phấn. Ba năm rồi, cuối cùng đã nhìn thấy Lê Văn Vân. Cuộc sống chịu đựng khổ cực của anh ta kết thúc rồi, anh ta không cần phải đi làm để nuôi vị giả dày vương này nữa. chương 225, cậu nói ai là heo? Phụt ha ha, Hoàng Thị Kỳ bỗng bật cười, vậy kinh nghiệm ba năm này của anh phong phú hơn tôi nhiều. Lê Văn Vân sở mũi, anh cũng có chút bất đắc dĩ khi nói về kinh nghiệm ba năm này. Có lẽ sau khi trở về người gác đêm thì sẽ bị cười nhạo rất lâu phạm nhược tuyết bọn họ đã tuyên truyền chuyện nội bộ ở người gác đêm ra ngoài cô thì sao sao sau khi bình phục vết thương lại không trở về người gác đêm bọn họ vẫn luôn tìm cô không lâu trước đây mới phát hiện hành tung của cô lê văn vân hỏi bác sĩ phạm còn kêu sau khi tôi đến lâm hải thì chú ý tình hình của cô không ngờ kết quả là cô tìm được tôi trước hoàng thi kỳ nhíu mày nói trước khi báo được thù thì tôi sẽ không quay về sau khi trở về sẽ phải đi khắp nơi chấp hành nhiệm vụ hoàn toàn không có thời gian ba năm qua tôi vẫn luôn săn giết người của trận chiến khi trước còn anh sao sau khi khôi phục trí nhớ cũng không trở về bọn họ nói tôi ẩn nấp trong thành phố sẽ có thể phối hợp với bọn họ tốt hơn tôi thấy cũng có lý nên ở lại lê văn vân cười đáp ha ha hoàng thi kỳ cười lạnh sao thế Lê Văn Vân hỏi. Không có gì, Hoàng Thi Kỳ bĩu môi nói, tôi đói bụng, mời tôi ăn cơm, tôi muốn ăn món đắt nhất và tốt nhất. Ba năm này, mỗi ngày tên đồ đệ phế vật đi theo tôi đều ăn thực phẩm rác, vì tránh mặt người gác đêm mà tôi cũng không dám dùng đến thẻ ngân hàng và tài sản của tôi. Tôi đã bị gầy rồi. Ngô Nhiêu ở bên cạnh liếc mắt khinh thường. Trong lòng thì chửi ầm lên, ngày nào cô cũng ăn nhiều giống như heo vậy, là ông đây bị đói đến gầy có được không? đương nhiên những lời này anh ta cũng không dám nói ra được đi đầu ăn thì tùy cô lê văn vân cười nói hôm nay nhất định để có ăn thỏa mãn mới thôi ánh mắt ngô nghiêu khẽ sáng lên tôi biết nhà hàng tốt nhất ở lâm hải chỉ là nó hơi đắt cậu biết mà cậu không dẫn tôi đi hoàng thi kỳ trừng mắt liếc anh ta bà cô của tôi ơi ngô nghiêu cười khổ nhà hàng kia tên là vinh hoa nhà hàng chuyên phục vụ người có tiền và áp dụng chế độ hội viên nạp 5 vạn có thể lấy được thẻ hội viên hắc thiết để tiến vào sảnh tầng 1 của họ ăn cơm. Người ở tầng 1 đều tiêu xài từ 1.000 trở lên, với sức ăn như heo của cô thì e rằng chúng ta đi ăn một bữa tối cũng sẽ trực tiếp phá sản. Trong lòng Lê Văn Vân hơi kinh ngạc, nghe ra thì nhà hàng này và tiệm cơm vạn hào của Giang Thành có vài điểm giống nhau. Cậu nói ai là heo? Hoàng Thị Kỳ liếc xéo anh ta. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 226, cậu biết ba người kia. Lê Văn Vân để yên cho cô ta kéo như thế. Khoảng 12 giờ trưa, bọn họ đã thuận lợi đến nhà hàng Vinh Hoa. Đây là một tòa kiến trúc kiểu Trung Quốc, Lê Văn Vân nhìn qua, có vẻ tổng cộng có 5. Tầng, tuy nơi này khá đắt đỏ nhưng giống như Ngô Nghiêu nói, với danh tiếng là nhà hàng lớn nhất Lâm Hải nên đến giờ cơm vẫn tấp nập không ngớt như cũ. Tất nhiên đa số người ra vào nơi này đều là những nhân sĩ tinh anh của Lâm Hải. Lê Văn Vân sờ mũi nói, ở đây mà đi tầng càng cao, tiền nạp vào thẻ phải càng nhiều hơn. Sao? Ngô Nhiêu gật đầu đáp, ừm, nhưng chúng ta ăn ở tầng 1 là được rồi, dù sao tôi cảm thấy mấy tầng phía trên ngoại trừ ngồi khá thoải mái, điều kiện lớn hơn chút thì mùi vị không khác gì tầng dưới. Hoàng Thị Kỳ cắn răng, cô ta chừng mắt liếc Ngô Nhiêu, có phải cậu âm thầm đưa cô em nào đến ăn rồi không? Ngô Nhiêu hơi trột dạ trả lời, sao có thể, vì hiếu kính cô mà ngày nào tôi cũng siết chặt lưng quần để sống, cô cũng không cho phép tôi đi giết người kiếm tiền. Tôi nghèo như chó, làm gì có tiền để tán gái chứ? Hừ, Hoàng Thị Kỳ trừng mắt liếc anh ta. Lê Văn Vân khẽ gật đầu, đi thôi, chúng ta ăn ở tầng 1 là được. Nói rồi ba người đi về phía cửa lớn. Ở cửa có sáu người đẹp mặc sườn xám đang đứng hai hàng, nhìn thấy ba người Lê Văn Vân đến thì họ đồng loạt cúi đầu chào, hoan nghênh quý khách. Lê Văn Vân nghe thấy âm thanh êm tai thì cảm thấy chỉ tốn một nghìn đồng tiền đến đây nghe tiếng hoan nghênh này cũng đáng giá. Chào ngài, xin hỏi ngài đi tầng mấy dùng cơm, cùng lúc đó có một phụ nữ mặc sườn xám màu đen đung đưa cơ thể đi về phía bọn họ. Làm thẻ hội viên, Lê Văn Vân cười đáp. chương 227, đừng có gây sự ở đây. Chương Dục nhìn sang, trong mắt lộ ra sự ngưỡng mộ nói, không biết, anh nhìn xem, mệnh đào hoa của Lê Văn Vân này thực sự không tồi, mặc dù đã từng ngồi tù mấy năm, nhưng người đẹp đi bên cạnh cậu ta thì lại rất nhiều. Trước đấy Diệp Hinh dẫn theo ba người đẹp của Giang Thành, tất cả đều biết cậu ta, mối quan hệ giữa cậu ta với hai mẹ con Trần Mỹ Huyên và Trần Hy cũng khá tốt. Bây giờ bên cạnh lại có thêm một người đẹp lạ mặt khác, thật không biết cậu ta quen được ở đâu. Lúc này, một nhân viên phục vụ mặc sườn xám nhanh nhẹn bước đến chào hỏi, xin chào quý khách, xin hỏi vẫn lên tầng 5 dùng bữa đúng không ạ? nhân viên phục vụ nhận ra mấy người ở trước mặt nói chính xác là biết cả ba người này trương dục là một người nổi tiếng hơn nữa còn là một người rất là nổi tiếng vốn được rất nhiều người biết đến nhưng người xăm mình đứng bên cạnh cậu ta là phương quân ở trong nước có thể danh tiếng của phương quân không bằng trương dục nhưng trong thế hệ những thanh niên ở lâm hải tên tuổi của cậu ta lại vô cùng nổi tiếng đương nhiên chủ yếu nhất là bởi vì bố của cậu ta bố cậu ta tên là phương hàn sơn 20 năm trước, là người có tiếng nhất trong giới xã hội đen vùng Lâm Hải, đương nhiên cùng với sự phát triển kinh tế, người này cũng bắt đầu làm ăn chân chính. Công việc kinh doanh của họ phần lớn đều là xoay quanh các kiểu như chợ đêm, bất động sản. Ví dụ nói đến quán Ba Lưu Hỏa của Diệp Kỳ, chính là quán Ba mở cùng với Phương Quân. Ở Lâm Hải, giống như những người của nhà họ Lê, mặc dù khiến người ta phải kiêng dè, nhưng lại không đến mức độ sợ hãi những người có xuất thân như phương quân mới thực sự khiến người ta không dám đụng vào. Bởi vì bạn đụng vào cậu ta, có quỷ mới biết cậu ta sẽ ở sau lưng làm ra những chuyện gì với bạn. Ngoài ra, người thanh niên trông có vẻ lạnh lùng kia tên là Liễu Bạch. Lai lịch của người này cũng rất nổi tiếng, ông của cậu ta tên là Liễu Vân Sơn, là người duy nhất sở hữu thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải ở Lâm Hải. Có lẽ họ không phải là người giàu có nhất, những địa vị lại tương đối cao, không một ai dám đụng vào họ. Trương Dục bật cười khà khà hỏi, sao hả anh quân, có hứng thú với cô gái kia? Phương quân liếm môi đáp, thực ra cũng khá được đấy. Liễu Bạch Cao mày nói, đừng có gây sự ở đây. Yên tâm đi, sẽ không gây sự đầu, Trương Dục mỉm cười. Ở một bên khác, Lê Văn Vân ở ngoài cửa thuận lợi làm được thẻ hội viên. Chi phí ở chỗ này cũng khá ổn, chỉ cần có thẻ hội viên là có thể chi tiêu ở bất cứ tầng nào, chỉ cần giá tiền càng nhiều thì được chiết khấu càng cao mà thôi xin hỏi các anh muốn dùng bữa ở tầng mấy? Sau khi nhân viên phục vụ nhìn thấy Lê Văn vẫn làm xong thẻ hội viên, mỉm cười hỏi Han. chương 228, con nhà giàu mà cậu quen cũng nhiều thật đấy. Có nghĩa là các món trên này đều lấy mỗi món một phần. Hoàng Thị Kỳ giải thích. Ngô Nhiêu nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt bất lực, giống như nói rằng, nhìn thấy chưa, tối thật sự nuôi không nổi nữa rồi. Lê Văn Vân vừa mới liếc menu, món ăn rẻ nhất trên đó cũng phải mấy trăm tệ, Món đắt nhất tận mấy nghìn tệ một món, đại đa số trên bàn của mọi người cũng chỉ đặt 3 đến 4 món, bởi vì lượng thức ăn rất nhiều. Kiểu làm cả quyển này của Hoàng Thị Kỳ, thực sự khiến người ta không phản ứng kịp. Lê Văn Vân nói với nhân viên phục vụ, cứ theo lời dặn của cô ấy làm cả quyển đi, yên tâm, chúng tôi có thể ăn hết được. Hoàng Thị Kỳ nhìn Lê Văn Vân cười nói, rộng lượng, tốt hơn đồ đệ này của tôi nhiều đấy, 3 năm nay tôi. Thôi, không nhắc lại nữa. Ngô Nghiêu cười tủm tỉm, không nói gì. Đúng vào lúc này, một giọng nói kỳ quái vang lên, hơ hơ, Lê Văn Vân à, anh lại chạy ra ngoài tán gái. Đến nhà hàng Vinh Hoa ăn cơm, anh có trả nổi không? Lê Văn Vân cau mày nhìn Trương Dục, lông mày nhíu lại. Không đợi anh nói, trong ánh mắt của Hoàng Thi Kỳ xẹt qua tia sáng, lạnh lùng nói, cho ở đầu ra xua ở bên tai tôi vậy, Lê Văn Vân, là chó cậu nuôi hả? Ánh mắt của Trương Dục sướng sờ, sau đó lại mỉm cười nói, "Người đẹp, chắc là cô không biết đúng không, bây giờ người ngồi với cô chính là một tên tội phạm cưỡng hiếp đấy, hơn nữa còn là hiếp dâm, cô phải cẩn thận một chút, đừng bị mắc bẫy của cậu ta." Nói xong, Trương Dục lại chỉ sang bên kia giới thiệu, "Người đẹp, hai người ở đằng kia, nhìn thấy không?" Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ cùng quay sang nhìn về phía cửa, nhìn thấy hai người Liễu Bạch và Phương Quân. Người kia là Phương Quân và Liễu Bạch của nhà họ Liễu. Trương Dục giới thiệu một cách đắc ý. Lê Văn Vân mỉm cười nói, con nhà giàu mà cậu quen cũng nhiều thật đấy. Nghe thấy câu này, trên mặt Trương Dục lộ ra vẻ kiêu ngạo, sau đó nói với Hoàng Thi Kỳ, sao người đẹp phải ăn cơm ở tầng một chứ? Hai người bạn kia của tôi muốn mời cô cùng lên tầng 5 dùng bữa trưa với chúng tôi. Bàn bên cạnh, khi nghe thấy Trương Dục nói vậy, có người còn trợn tròn mắt. Chi phí bình quân mỗi người của tầng 5, e là đã lên đến hàng vạn tệ chỉ là ăn một bữa trưa, đại đa số mọi người đều không thể chấp nhận được. Ánh mắt của những người này khiến Trương Dục cảm thấy sảng khoái vô cùng, cậu ta nói với Hoàng Thi Kỳ, người đẹp, tôi có vinh hạnh được mời có chứ. Liễu Bạch và Phương Quân đều cực kỳ mong đợi. Cậu đúng là con chó theo bên cạnh đám con nhà giàu, Lê Văn Vân chế nhạo nói, đặc biệt hợp với cách ăn mặc của cậu, giống hệt thái giám. chương 229, Quy tắc, cô có biết tôi không? không có gì, chỉ là nơi sang trọng như thế này, không phải nơi mà cậu có thể đến. Phương quân mỉm cười nhìn Lê Văn Vân, sau đó lại nhìn Hoàng Thi Kỳ, người đẹp, bây giờ tôi đang để cho cô thấy, tôi vô danh tiểu tốt như thế nào. Nói xong, anh ta vẫy tay, một nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Gọi giám đốc của các người qua đây, sau đó, mời cậu ta ra ngoài. Phương quân mỉm cười nhìn Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ. Nhân viên phục vụ là một cô gái tầm khoảng 20 tuổi, mặc sườn xám, nhân viên phục vụ của nhà hàng Vinh Hoa này đều là nữ, hơn nữa đa số đều khá ưa nhìn. Đương nhiên cô ta nhận ra Phương Quân, lại nhìn sang Lê Văn Vân, cô ta cau mày nói, "Anh Phương, hình như chuyện này không phù hợp với quy tắc." "Quy tắc? Cô có biết tôi không?" Phương Quân cau mày nhìn cô ta quát lên. "Tôi biết những nhà hàng Vinh Hoa của chúng tôi không có quy tắc đuổi khách hàng ra ngoài, chuyện này" nhân viên phục vụ vội vàng trả lời xem ra cô vẫn chưa biết đến tôi phương quân nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường nói hôm nay nhớ kỹ cho tôi phương quân tôi chính là quy tắc nghe thấy những lời này lê văn vân và hoàng thị kỳ nhìn nhau hai người đều thấy được sự cười nhạo trong ánh mắt của đối phương phương quân tiếp tục nhìn nhân viên phục vụ nói cô còn muốn làm việc ở đây nữa không cô không làm được thì gọi giám đốc của các cô ra đây Tiếng động bên này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của một vài người, rất nhanh, một người phụ nữ mặc trang phục công sở, đeo kính, tầm khoảng 30 tuổi đi đến, cô ta cười dịu dàng nói: "Ô, anh Phương, chuyện gì khiến anh nổi cơn thịnh nộ vậy?" Phương Quân liếc nhìn cô ta, sau đó lại quay sang nhìn Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, lạnh nhạt nói: "Mời hai người họ ra ngoài." Giám đốc của nhà hàng Vinh Hoa nhíu mày, sau đó trả lời: "Anh Phương, chuyện này e là không hay cho lắm." nơi này mở cửa để làm ăn, làm gì có đạo lý đuổi khách hàng ra ngoài chứ? Rất đơn giản, bọn họ đắc tội với tôi. Tôi mời cô gái xinh đẹp này ăn cơm, cô ta không đồng ý, còn coi tôi là vô danh tiểu tốt. Tôi chỉ muốn cho cô ta thấy, rốt cuộc ai mới là vô danh tiểu tốt. Phương Quân nói một cách lạnh lùng. chương 230 tôi với ông chưa xong đâu. Ông chủ tần cao mày, ông ta nhìn Liễu Bạch đứng bên cạnh, lông mày của Liễu Bạch từ từ nhíu lại, sau đó nói với ông chủ chú Tần, mấy người này, đúng là có chút không biết tốt xấu. Ông chủ Tần nhìn sang đám người Lê Văn Vân, cái khoảnh khắc ánh mắt của ông ta nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ, dáng vẻ cả người của ông ta không kìm được mà run lên bần bật. Vẻ mặt của Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ lại lộ ra vẻ ngơ ngác. Đương nhiên, người được gọi là ông chủ Tần này nhận ra họ, nhưng dù là Lê Văn Vân hay là Hoàng Thi Kỳ cũng thế, đều không có quá nhiều ấn tượng về ông ta. Ông chủ Tần thở ra một hơi, nhìn đám người Lê Văn Vân rồi đi tới. Đứng bên cạnh, trên mặt Trương Dục và Phương Quân lộ ra vẻ đắc ý, giống như bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng đám người Lê Văn Vân bị đuổi ra ngoài. Liễu Bạch cũng đưa hai cô gái kia tiến lên phía trước, ông chủ tần đi đến trước mặt Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, sau đó hơi cúi người nói, xin lỗi ba vị, quấy dậy đến bữa ăn của các vị rồi. Chẳng việc gì phải xin lỗi, Trương Dục nói, người này là tội phạm cưỡng hiếp, thứ cặn bã của xã hội, không cần phải xin lỗi bọn họ, trực tiếp đuổi đi là xong chuyện. Phương quân cười khẩy, nhìn Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ một cách chế giễu, bật cười khuyên, người đẹp, bây giờ thì cô biết ai là vô danh. Bốp, bốp. Đúng vào lúc này, ông chủ tân đang khom người bỗng quay lại, cùng lúc đó ông ta giơ tay lên. Giây phút đó, ông ta đã tát hại phát lên mặt trương dục và phương quân. Âm thanh lanh lảnh khiến cả sảnh tầng một cũng yên ắng hẳn, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về bên này sau khi phương quân sững sờ một hồi, thẹn quá hóa giận, cậu ta giơ nắm đấm lên quát chửi ông già này, mẹ kiếp dám động đến tôi. Đúng vào lúc này, Liễu Bạch lại vội vàng kéo cậu ta lại. Ông chủ tần thản nhiên nhìn phương quân nói, cậu không muốn ăn uống ở chỗ của tôi, vậy thì biến đi, tôi không thiếu mấy đồng tiền của cậu, muốn tiếp tục ăn uống ở chỗ của tôi thì xin lỗi hai người này đi. Mũi phương quân tức đến nỗi nở phồng lên. Trương Dục ở bên cạnh càng chết lặng, Cậu ta không ngờ rằng sự tình sẽ ra nông nỗi này, cậu ta nhìn Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ, thấy cả hai người đang nhìn họ như cười mà không cười. Cậu ta lại nhìn xung quanh, phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn họ, bị ăn một cái tát trước đám đông, lúc đó cậu ta cảm thấy trên mặt mình đau rát, mất mặt thấy mẹ luôn. Ông bảo tôi xin lỗi bọn họ. Phương Quân cười khẩy, Tần Trung Lưu, cái tát này tôi ghi nhớ, tôi với ông chưa xong đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 231, ra mắt số 2, số 0. Liễu Bạch và Phương Quân chưa đi ra khỏi đều xứ người, bọn họ dừng chân lại, Liễu Bạch thì ngạc nhiên quay lại. Nhà hàng Vinh Hoa tổng cộng có 6 tầng, nhưng mở cửa chính thức thì chỉ có 5 tầng mà thôi, nhưng Liễu Bạch biết tầng 6 là nơi tân trung lưu chuyên dùng để tiếp đãi khách quý. Nhưng tầng này, thậm chí một năm cũng sẽ không mở lấy một lần. Quan hệ giữa ông của cậu ta và Tân Trung Lưu khá tốt, nhưng kể cả là ông của cậu ta cũng chưa từng lên tầng 6. Bây giờ Tân Trung lưu lại mời Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ lên tầng 6 dùng bữa, chuyện này quả thực khiến cậu ta hơi ngạc nhiên. Qua sự giới thiệu của Trương Dục, ông ta cũng biết Lê Văn Vân là người thế nào. Tần Trung Lưu không thể mời một người như vậy lên tầng 6 dùng bữa mới phải. Là thủ đoạn lôi kéo các khách hàng khác sao? Trong lòng cậu ta nghi ngờ, lại nhìn Hoàng Thi Kỳ nói, hay là lai lịch của người con gái kia rất đáng gờm. Khi cô ta đối mặt với Phương Quân và tôi, giọng điệu rất bình thản. Trong lúc cậu ta đang ngờ vực, ba người Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đã đứng lên. Đi lên tầng trên. Cùng lúc đó Ngô Nghiêu còn nháy mắt với bọn họ, khiến sự tức giận trong lòng Phương Quân càng lớn hơn. Mẹ nó chứ, Phương Quân chửi bới, còn ở lại đây làm gì, để chịu nhục à? Nói xong, cậu ta bước ra khỏi cửa, đi ra ngoài. Mà đám người Lê Văn Vân lại đi lên tầng 6 tầng 6 tương đối yên tĩnh, bọn họ bước vào trong một phòng bao, sau khi vừa bước vào, tần trung lưu thở ra một hơi, sau đó cơ thể run rẩy mà chào hỏi, ra mắt số 0. Số 2, chương 232, ông không cần phải tốn kém như vậy. Lê Văn Vân lắc đầu nói, cũng không phải, tôi có việc riêng tới đây, danh tiếng của tôi ở thành phố Lâm Hải không quá tốt. Trước đây tôi bị người đổ oan tội cưỡng hiếp, lần này trở về chủ yếu là để điều tra và minh oan cho mình. Tân Trung Lưu sửng sốt, sau đó gật đầu nói, tôi cũng từng nghe nói về chuyện này, thực ra tôi với Lôi Bân có quan hệ rất tốt. Trước đây ông ấy cũng nhờ tôi điều tra chuyện này, nhưng không có chứng cứ gì. Chứng cứ luôn tìm ra được, Lê Văn Vân cười nói. Tân Trung Lưu gật đầu nói, đúng vậy, số 0 của người gác đêm hành động. Vừa rồi tôi không muốn để lộ hai người là bởi vì quy tắc điệu thấp của người gác đêm. Cậu ta không làm gì quá đáng nếu không tôi chắc chắn sẽ đẻ đầu phương quân quỳ xuống xin lỗi các người đám con nhà giàu này cho rằng trong nhà có chút tiền thì có thể kiêu ngạo lê văn vân xua tay nói không sao vừa rồi dù sao cũng cảm ơn ông tần trung lưu vội vàng lắc đầu nói các người vì thế giới này đã trả giá nhiều như vậy tôi không chịu nổi chữ cảm ơn này món ăn các người gọi sẽ được bưng lên ngay hơn nữa tôi còn tặng các người bốn món đặc trưng của nhà hàng chúng tôi tất cả đều miễn phí ngoài ra Tôi sẽ tặng các người ba thẻ hội viên Hắc Kim Tôn quý của nhà hàng chúng tôi, khi cầm thẻ này có thể tiêu dùng hoàn toàn miễn phí tại nhà hàng Vinh Hoa. Ông không cần phải tốn kém như vậy." Lê Văn Vân vội vàng khách sáo nói. "Chuyện này không có gì." Tần Trung Lưu mỉm cười. Bên cạnh, Ngô Nghiêu xúc động đến mức suýt khóc. "Thẻ hội viên của nhà hàng Vinh Hoa, ở mức độ nhất định mà nói, nó có tác dụng giống như thẻ ngân hàng của ngân hàng Tân Hải, quả thật là thứ tốt nhất dùng để khoe khoang." sau này anh ta rút thẻ hội viên hắc kim ra những cô gái nhỏ kia không tới sao đến lúc đó còn có thể mang họ đến nhà hàng vinh hoa ăn uống miễn phí quả là thứ tốt nhất để dỗ dành các cô gái quả nhiên sau khi nhìn thấy lê văn vân vận may của mình đã thay đổi trong lòng ngô nghiêu mừng rỡ ba người cứ từ từ ăn tôi còn có chuyện nên rời đi trước tần trung lưu nói sau khi xin số điện thoại của lê văn vân và hoàng thi kỳ ông ta lại nói ngoài ra Lúc ở thành phố Lâm Hải, nếu các người có yêu cầu gì hãy lập tức gọi cho tôi. Mặc dù tôi không phải là người giàu nhất thành phố Lâm Hải, nhưng trong mấy dòng họ lớn, tôi cũng có thể nói mấy câu. Lê Văn Vân gật đầu nói, "Cảm ơn." Ngay sau khi Tần Trung lưu rời đi, các món ăn bọn họ gọi bắt đầu liên tục bưng lên. Sau đó, Hoàng Thi Kỳ bắt đầu ăn ngấu nghiến không giữ hình tượng, vừa ăn vừa lẩm bẩm nói, "Ngon quá đi." Chương 233, không có hứng thú. Con mẹ nó, Phương Quân chửi, lần đầu tiên trong đời tôi xấu hổ như vậy. Trương Dục vội vàng nói, tất cả đều là lỗi của Lê Văn Vân, cậu không biết chuyện Lê Văn Vân đã được ra tù, cậu ta rất kiêu ngạo, lần lượt khiêu khích hai người Diệp Kỳ và Lê Hoán. Cậu ta còn khiêu khích cả Lê Hoán và Diệp Kỳ sao? Phương Quân vô cùng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, vết thương ở tay của Lê Hoán là do Lê Văn Vân gây ra. Còn Diệp Kỳ diệp kỳ vô cùng yêu quý em gái của mình mà diệp hinh lại bị lê văn vân cưỡng hiếp nên diệp kỳ vốn không muốn tha cho lê văn vân trương dục nói hóa ra là thế sắc mặt phương quân hơi thay đổi buổi tối chúng ta tổ chức một cuộc hẹn gọi bọn họ tới đi dù sao hôm nay cũng rất nhàm chán chúng ta thảo luận một chút xem nên trêu đùa lê văn vân như thế nào để tìm chút chuyện vui vẻ liễu bạch không nói gì mà chỉ thổi tóc mái trên trán trong ánh mắt kinh ngạc của lê văn vân và ngô nghiêu Hoàng Thị Kỳ ăn gần hết các món ăn trên bàn, sau đó cô ta liếm môi tỏ vẻ chưa được tận hứng. "Cô, cô đã ăn nhiều quá rồi." Lê Văn Vân không nói nên lời, không nhịn được giơ tay sờ bụng cô ta. Bụng của Hoàng Thị Kỳ vẫn phẳng lì như vậy không có một chút mỡ thừa, Lê Văn Vân thầm nói, thực sự không biết những đồ ăn mà cô ấy ăn đã đi đâu mất rồi. Dường như Hoàng Thị Kỳ đã quen với hành động của Lê Văn Vân, cô ta hài lòng nói, "Món ăn này mùi vị ngon quá, dù sao cũng miễn phí." sau này sẽ thường xuyên đến đây sau khi nói xong cô ta nhìn về phía lê văn vân nói anh tìm thời gian để cho ngô nghiêu đến chỗ người gác đêm đi luyện tập một chút tranh thủ khiến cậu ấy có thể bắt kịp tiến độ của chúng ta càng sớm càng tốt ít nhất không kéo chân sau của chúng ta đường đường đã ra đi mãi mãi chờ sau khi báo thủ xong cuối cùng tôi vẫn sẽ quay trở lại để bổ sung vào tiểu đội lê văn vân gật đầu nói được rồi hẹn ngày mai đi tôi bảo tần quốc thành tới đón cậu ấy Hoàng Thi Kỳ gật đầu nói, "Vậy thì tốt, tôi dẫn cậu ấy về trước, dặn dò một chút về những chuyện cần phải chú ý. Ngoài ra tạm thời tôi không thể trở về cũng không thể thường xuyên đến gặp cậu, chúng ta hãy liên lạc bằng WeChat và điện thoại." "Ừm," Lê Văn Vân nói. Ba người bọn họ cầm lấy thẻ Hắc Kim và rời khỏi nhà hàng Vinh Hoa, sau đó tự bắt taxi trở về. Trong xe taxi, Ngô Nghiêu nhìn Hoàng Thi Kỳ ngồi bên cạnh hỏi, "Sư phụ, sao cô không nói cho anh ấy biết sự thật chứ?" Hoàng thị kỳ thở dài nói, có thể nhìn thấy anh ấy đã rất tốt rồi, cứ để tôi tự mình gánh vác những chuyện này là được. Cậu cũng nên nhớ, đừng tiết lộ chữ nào với anh ấy. Ngô Nhiêu hơi nhích miệng, sau đó cũng không nhiều lời. Phía bên kia, Lê Văn Vân chạy đến quán Internet chơi trò chơi cả buổi chiều, đến 6 giờ mới chậm gì gì bắt taxi về nhà. Đến cổng khu chung cư, khi anh vừa bước xuống xe, bên cạnh đã vang lên hai tiếng còi xe. Cùng lúc đó một giọng nói vang lên, Lê Văn Vân. chương 234 sắc mặt của Lê Văn Vân cực kỳ khó coi. Lê Tử Thiện bất đắc dĩ nhún vai, cười như không cười nhìn Lê Văn Vân. Con người Lê Tử Thiện rất giả tạo, kể từ khi Lê Văn Vân có thể ghi nhớ đến này anh ta đã rất giả tạo. Anh ta là người đầu tiên thuộc đời thứ ba dòng chính của nhà họ Lê ngậm chắc thìa vàng mà lớn lên. Là người thừa kế thứ nhất của nhà họ Lê cho nên anh ta rất cao ngạo, từ khi còn nhỏ, ai anh ta cũng khinh thường. Hơn nữa người này còn có năng lực, anh ta lớn hơn Lê Văn Vân 3 tuổi. Lê Văn Vân 18 tuổi đi học đại học, ngay lúc đó Lê Tử Thiện mới 21 tuổi đã đậu nghiên cứu sinh của một trường đứng top nằm trên thế giới. Đúng rồi, từ nhỏ anh ta đã bắt đầu nhảy lớp. Luận Thành Tích, anh ta cũng là loại người con nhà người ta. Khi Lê Văn Vân còn nhỏ, Thành thích cũng tương đối khá, hơn nữa lúc đó Lê Cảnh An rất có năng lực lê văn vân cũng được nhà họ lê coi trọng bồi dưỡng anh trở thành phụ tá đắc lực của lê tử thiện bởi vì lê văn vân xuất thân từ dòng thứ có lẽ sẽ quản lý một số công ty nhưng chắc chắn sẽ không được thừa kế cổ phần của công ty nhà họ lê chỉ có thể nhận chút tiền lương cho nên từ nhỏ đối mặt với lê văn vân lê tử thiện luôn có cảm giác mình khá yêu việt lúc này lại càng như vậy anh ta nhìn thấy ánh mắt của lê văn vân trong giọng nói để lộ sự khinh thường nồng đậm lê văn vân nhìn anh ta sau đó thở ra một hơi đi tới định mở cửa xe xe của tôi không phải người như cậu có thể lên lê tử thiện ngăn ở trước xe thản nhiên nói địa chỉ là nhà hàng vinh hoa cậu tự đón xe mà tới tôi đợi cậu ở cửa nhà hàng vinh hoa cũng chỉ có bố tôi mới sẵn lòng để cho các người tới loại nhà hàng sang trọng này nói xong anh ta kéo cửa xe rồi ngồi xuống ghế lái cấp tốc khởi động xe nghênh ngang rời đi Sắc mặt của Lê Văn Vân cực kỳ khó coi. Bố của Lê Tử Thiện là Lê Trung Hằng, hiện tại là người cầm quyền trên mặt nổi của nhà họ Lê, ông nội của Lê Tử Thiện đã lui xuống. Chương 235 người này chính là Diệp Hinh. Lê Văn Vân không phản ứng anh ta. Lê Tử Thiện thấy Lê Văn Vân không nói lời nào, bật cười một tiếng, sau đó đi tới phía trước, Lê Văn Vân theo ở phía sau. Đến trước một phòng bao, Lê Tử Thiện đẩy cửa ra nói với bên trong, bố chú lê hàng đã mang lê văn vân tới lê văn vân cũng đi theo tới cửa ngay sau đó vùng xung quanh lông mày của anh hơi nhíu lại một chút trong phòng có một cái bàn tròn lớn trên bàn ngồi không ít người lê hàng mà khoảng thời gian này lê văn vân vẫn đang tìm cũng ở bên trong ông ta ngông nghênh ngồi ở đó tay bưng một ly rượu vang khẽ lắc trừ ông ta thì còn có một số người diệp kỳ cường tráng ở bên cạnh diệp kỳ có một cô gái Thời điểm ánh mắt Lê Văn Vân rơi vào trên người cô gái kia, toàn thân anh không nhịn được hơi run một cái. Cô gái này rất đẹp, có ba phần giống với Diệp Mộng, mái tóc đen nhánh rất dài, mặc một bộ váy đen an tĩnh ngồi ở một bên. Thấy Lê Văn Vân đi vào căn phòng, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, sau đó lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới bàn. Người này chính là Diệp Hinh. Nhân vật chính ở thời điểm Lê Văn Vân xảy ra chuyện 9 năm trước. Lê Văn Vân không nghĩ tới, cô ta vậy mà lại cũng tới nơi này. Ngoài ra, Lê Cảnh An có chút co quắp ngồi ở bên trong, sắc mặt khó coi, hiển nhiên là trước đó những người này đã nói một vài lời khó nghe. Lê Văn Vân đến rồi, lúc này, Lê Trung Hằng ngồi ở một bên vẫy tay nói, 9 năm không gặp, trưởng thành hơn rất nhiều đấy, mau ngồi đi. Lê Tử Thiện khẽ cười một tiếng, từ bên người Lê Văn Vân đi tới, giật ra một cái ghế rồi ngồi xuống ánh mắt Lê Văn Vân quét qua mọi người, sau đó nhìn về phía Lê Cảnh An nói, bố, chúng ta đi thôi. Hả, nghe được lời này của Lê Văn Vân, vùng xung quanh lông mày của đám người nhíu lại một chút. Lê Tử Thiện hừ lạnh một tiếng nói, Lê Văn Vân, cho cậu thể diện quá rồi hả? Để cậu tới dùng cơm là xem trọng cậu, đừng có mà không biết xấu hổ. chương 236 không điều tra. Lê Trung Hằng cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Hinh ở bên cạnh nói rằng, Chuyện 9 năm trước đã tạo thành tổn thương rất lớn đối với Diệp Hinh, bây giờ cậu lại trở về điều tra, không thể nghi ngờ là đang sát muối lên vết thương của con bé. Cậu cũng đã ra tù, chúng ta thương lượng cùng với Diệp Hinh và người nhà họ Diệp một chút, đề nghị cậu không cần phải tiếp tục điều tra. Lê Văn Vân vui vẻ, anh cười như không cười nói rằng, "Xin lỗi, tôi không chấp nhận đề nghị của ông." "Đừng có gấp, nghe tôi nói hết đã." Lê Trung Hằng nói, cậu trở lại Lâm Hải bởi vì một số chuyện có chút không hợp với Vưu Tường cũng xung đột với Diệp Kỳ chúng tôi có thể giúp cậu đối phó đồng thời để cho bọn họ về sau không tìm cậu gây phiền phức nữa chuyện thứ hai nói tới chỗ này Lê Trung Hằng thản nhiên nói chuyện thứ hai ấy mà cậu và bố cậu có một số quan hệ hiện tại Cảnh An đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch ở Tập đoàn Hán Vũ bên này nhà họ Lê chúng ta và Tập đoàn Hán Vũ có quan hệ cạnh tranh trên rất nhiều sản nghiệp cũng không biết vì sao Tập đoàn Hán Vũ luôn thích cạnh tranh cùng chúng ta đối với chúng ta mà nói đây cũng không phải chuyện tốt cho nên mong cậu có thể giàn xếp giữa hai bên mọi người hợp tác vui vẻ lê văn vân buồn cười tập đoàn hãn vũ và nhà họ lê cạnh tranh tất nhiên là vì lê văn vân lúc này lê trung hằng tiếp tục nói còn chuyện thứ ba rất đơn giản chỉ cần các người đáp ứng hai chuyện trước đó tôi có thể đề nghị để tên các người xuất hiện trên da phả một lần nữa nhận tổ quy tông trong lòng lê văn vân khẽ động anh đã biết đại khái bố mình giàu dĩ là vì cái nhận tổ quy tông cũng không tồi nhưng trước kia nhà họ lê đối xử với bọn họ quá đáng như thế bọn họ đã sớm lạnh nhạt chủ yếu nhất là mặc dù bọn họ nói thương lược đề nghị nhưng thực tế đây là uy hiếp có ẩn ý nếu như lê văn vân tiếp tục điều tra nhà họ lê cũng vậy mà nhà họ diệp cũng thế bọn họ sẽ không bỏ qua có lẽ lê cảnh an rất lo lắng mình sẽ bị hai nhà trả thù cho nên có chút quấn quýt Lê Văn Vân nhìn thoáng qua Diệp Hinh đang cúi đầu ở gần đó, tiếp theo môi khẽ động nói, bố, chúng ta đi thôi. Liên quan đến những thứ ông ta nói, một chút mong muốn trả lời Lê Văn Vân cũng không có. chương 237 anh cũng không khách khí là được. Mấy năm này, Lê Cảnh An sống không tốt lắm, mãi đến khi Lê Văn Vân có tập đoàn hãn vũ, mọi thứ mới thuận lợi hơn. Cho nên cái tổ này có cần thiết phải nhận không? lật quan tài tổ tông nhà họ lê chắc cũng không tốt lắm nhỉ anh lười nói chuyện với người nhà họ lê cũng cảm thấy không cần phải trả lời cho nên trực tiếp gọi bố mình rời đi lê cảnh an cũng hơi ngẩn người thế nhưng khi nghe lê văn vân nói như vậy ông ấy cũng biết thái độ của lê văn vân tuy trong lòng vẫn còn lo lắng nhưng ông quyết định nghe theo lê văn vân dù sao thì ông cũng muốn lê văn vân có thể tẩy trắng cậu có ý gì bỗng nhiên lê tử thiện vỗ bàn một cái nói rằng lê văn vân nhớ kỹ nơi này là lâm hải lê văn vân ngẩng đầu nhìn anh ta một chút lại nhìn lê trung hằng và lê hằng ở bên cạnh bình thản mở miệng hỏi các người không muốn để tôi điều tra là đang trột giả dạ sao chột giả dạ, lê trung hằng cười một cái rồi nói không có gì là trột giả dạ hay không trột giả dạ cả chuyện này đã được quyết định trước cả khi đậy nắp quan tài cậu trở mình không được đâu chẳng qua là cảm thấy 9 năm qua cậu xuất hiện trở lại nhà họ diệp bên này không hy vọng cậu tiếp tục điều tra tạo thành thương tổn cấp độ 2 cho Diệp Hinh. Đương nhiên, nếu như cậu muốn tiếp tục truy cứu, hậu quả sau khi tra được, cậu phải cân nhắc cho kỹ. Lê Văn Vân cười khẽ. Hậu quả, loại uy hiếp kiểu này, không biết trong đời anh đã nghe được bao nhiêu lần. Thậm chí anh còn lười nói lời dọa dẫm, dù sao thì nếu người nhà họ Lê muốn chọc vào anh, anh cũng không khách khí là được. Anh lười nói những lời vô ích này, anh đến đây cũng không phải để đàm phán cùng với bọn họ anh đến chẳng qua chỉ vì lo lắng Lê Cảnh An xảy ra chuyện, đón Lê Cảnh An về mà thôi. Bố, chúng ta đi thôi, Lê Văn Vân cười híp mắt nói. Lê Cảnh An gật đầu, đứng lên. Lê Tử Thiên cười lạnh mở miệng, Lê Văn Vân, bởi vì các người đến, bữa cơm này đã chọn xong, một chai vang đỏ 900 triệu, cộng thêm những món ăn trên bàn cũng khoảng hơn một tỷ. Các người không cảm kích thì thôi, thế thì thanh toán số thức ăn còn lại đi chương 238 sao con lại có thẻ hắc kim. Sắc mặt Lê Cảnh An hết sức khó coi, ông ấy chỉ mới qua đây, cái gì cũng chưa từng làm, cái gì cũng chưa từng ăn, vậy mà phải trả hơn 300 triệu, như vậy cũng quá vô lý rồi. Lê Văn Vân nhìn nhân viên phục vụ một chút, lại nhìn Lê Tử Thiện ở cạnh đó một chút, sau đó móc từ trong túi ra một cái thẻ màu đen viền vàng, bình thản dơ lên trước mặt người đẹp phục vụ. Người đẹp phục vụ ngẩn ra, sau đó cô ta vội vàng nói, mời ngài. Lê Văn Vân thu hồi thẻ, đi ra ngoài cùng Lê Cảnh An. Dấu lớn. Ở phía sau, bởi vì Lê Văn Vân đưa lưng về phía đám người Lê Tử Thiện cho nên bọn họ cũng không thấy rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thấy Lê Văn Vân vẫn chưa trả tiền mà đã đi, Lê Tử Thiện vội vã quát lên, sao cô lại để bọn họ đi, tôi đã nói là chia đều rồi, đến lúc đó đừng hòng tính khoản tiền của bọn họ cho chúng tôi. Nhân viên vội vàng nói, trên người bọn họ có thẻ hội viên Hắc Kim. Thẻ này có thể miễn toàn bộ chi phí ở nhà hàng Vinh Hoa chúng tôi. Thẻ hội viên hắc kim, Lê Tử Thiện ngây người, sao anh ta lại có thẻ hắc kim của nhà hàng Vinh Hoa được chứ? Cô không kiểm tra sao? Người khác cũng sững sờ, trên mặt đám người đều lộ vẻ khó tin. Lê Văn Vân và Lê Tử Thiện vậy mà lại có thẻ hội viên hắc kim ở nhà hàng này. Loại thẻ đó ngay cả bọn họ cũng không có. Ở bên cạnh, Lê Trung Hằng nói, chắc là thẻ của Lôi Bân. Lôi Bân và chủ nhà hàng Vinh Hoa có quan hệ không tệ, mọi người cũng biết ông ta có thể hội viên Hắc Kim ở đây mà. Lê Tử Thiện hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy để cho Lê Văn Vân và Lê Cảnh An rời đi, trong lòng anh ta rất khó chịu. Ở một bên, Diệp Hinh cắn răng, sau đó nhìn Diệp Kỳ nói, anh, em đi ra ngoài một chút. Diệp Kỳ cũng thở dài một hơi, không nói gì. Diệp Hinh đứng dậy, đi ra bên ngoài. Thấy người rời đi, Lê Hàng khẽ lắc một ly rượu đỏ, nhìn về phía Lê Trung Hằng nói, cậu ta ngồi tù 9 năm, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, vậy thì. Lê Trung Hằng thở ra một hơi, nhìn Diệp Kỳ thản nhiên nói, Diệp Kỳ, cậu ra ngoài một lát. chương 239, nghe nói cô kết hôn rồi. Dù sao thì chuyện gì cũng đẩy lên người lui bân là được. Lê Cảnh An nửa tin nửa ngờ nhìn anh một chút. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cửa. Lê Văn Vân nhíu mày nói, bố, về sau đừng qua lại với người nhà họ Lê nữa. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, muốn mời bố ăn cơm hay muốn tìm bố bàn bạc những chuyện khác, bố đừng để ý. Chuyện của con con sẽ tự mình điều tra, có chủ tịch Lôi, bọn họ không dám làm gì con đâu." Lê Cảnh An gật đầu rồi nói, "Hai, bố vẫn có chút lo lắng, cho nên hôm nay mới tới." Ông ấy nói xong, nhấn chìa khóa xe một cái, "Chúng ta về nhà trước đi." Lê Văn Vân gật đầu đúng lúc đó ở phía sau lê văn vân một âm thanh vang lên lê văn vân anh quay đầu lại nhìn phát hiện diệp hinh đứng ở cửa cô mặc chiếc váy màu đen dài đến đầu gối giống như nữ thần vậy gọi tên của anh biểu cảm lê văn vân hơi giật giật anh nhìn về phía lê cảnh an nói bố về trước đi con đón xe về cũng được lê cảnh an gật đầu lên xe khởi động xe lái đi chờ ông ấy đi rồi diệp hinh đi tới bên cạnh lê văn vân trong mắt cô lộ vẻ vẻ phức tạp, mím môi cất lời, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một lát đi. Chúng ta tìm một chỗ ói chuyện một lát đi. Diệp Hinh nhìn về phía Lê Văn vẫn bình tĩnh nói. Lê Văn Vân có chút ngạc nhiên, anh sờ sờ mũi. Tuy rằng đều là con gái của nhà họ Diệp, thế nhưng Diệp Hinh và Diệp Mộng chỉ có một điểm tương đồng duy nhất, đó là lớn lên rất đẹp, còn về mặt tính cách thì khác nhau một trời một vực. Diệp Mộng là một cô gái an tính, nhưng tính tình của Diệp Hinh lại không tốt lắm, có tính đại tiểu thư. 9 năm trước, lúc Diệp Hinh tỉnh lại từ trên giường, phản ứng đầu tiên của cô ta là chạy đến phòng bếp của khách sạn lấy một con dao rồi đuổi theo Lê Văn Vân chém mấy con phố. Hiện tại cô ta đuổi đến đây, nếu như bắt đầu chửi mắng anh hoặc đánh anh một trận, Lê Văn Vân đều cảm thấy bình thường. Thế nhưng Diệp Hinh lại nhỏ nhẹ dịu dàng nói với Lê Văn Vân trò chuyện một chút. Trong lòng Lê Văn Vân cũng có chút phức tạp có thể nhìn ra, trải qua chuyện năm đó, thời gian 9 năm đã khiến tính cách của Diệp Hinh có sự thay đổi rất lớn. Chương 240, thất lễ rồi. Bàn tay của Diệp Hinh đặt trên tách cà phê hơi di chuyển chiếc tách, cô ta lẩm bẩm nói tôi tin. Hửm, Lê Văn Vân bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hinh. Diệp Hinh thở dài một hơi, không giải thích những lời này mà tiếp tục nói, chuyện lúc đó tôi cũng đáng trách. Khi ấy tôi đã phản ứng thái quá, cầm dao đuổi theo anh chém mấy con phố khiến cho chuyện này không thể giấu được. Nếu như chúng ta âm thầm giải quyết, âm thầm thương lượng, ví dụ sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn chẳng hạn, có lẽ lúc đó mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Trong lòng Lê Văn Vân hơi khựng lại một chút. Diệp Hinh ngẩng đầu nhìn Lê Văn Vân, viền mắt ửng đỏ, nhưng mà khi đó người nhà tôi đã biết chuyện, bọn họ cảm thấy mất thể diện, làm lớn chuyện rồi không vãn hồi lại được nữa. À, nói tới chỗ này, Diệp Hinh xoa viền mắt hơi ướt sau đó nói thất lễ rồi lê văn vân nhíu mày tính cách của diệp hinh bây giờ khiến anh có chút không quen nói tóm lại tôi tin tưởng anh trước đây đã bị hãm hại nếu như có chuyện gì cần tôi giúp một tay tôi sẽ hỗ trợ anh diệp hinh mở miệng nói lê văn vân cảm thấy buồn cười anh tuyệt đối không nghĩ tới diệp hinh tìm anh là chủ động muốn giúp đỡ không cần chuyện này liên lụy đến rất nhiều người Vừa rồi nhà họ Lê đã biểu thị rõ ràng là không muốn tôi tiếp tục điều tra, rất có khả năng chuyện này dính líu đến cao tầng của nhà họ Lê. Không cần phải đặt cô vào vòng nguy hiểm, hơn nữa, tôi cũng đã có đầu mối. Lê Văn Vân vừa cười vừa nói. Diệp Hinh ngẩn người, nhìn Lê Văn Vân trước mắt, sau đó cười nói, có cảm giác anh đã chứng chạc và thành thục hơn rất nhiều so với 9 năm trước, tốt quá rồi. Lê Văn Vân luôn cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, anh ho khan một cái rồi nói, ừm, nếu như không có chuyện gì khác, tôi về nhà trước, bố mẹ vẫn đang chờ tôi ăn cơm. Thêm WeChat đi, Diệp Hinh mở miệng nói. Trong lòng Lê Văn Vân cảm thấy có chút không tự nhiên. Dù sao Diệp Hinh cũng đã trở thành vợ của người khác, trước đây mình và cô ta còn từng gần gũi ra thịt, nếu thêm WeChat thì có cảm giác như đang cắm sừng chồng cô ta vậy. Thế nhưng anh cũng không thể nào cự tuyệt thỉnh cầu này, dù sao thì Diệp Hinh cũng là người bị hại lớn nhất trong chuyện xảy ra năm đó tuy anh cũng bị hãm hại, nhưng cũng coi như nhân hỏa đắc phúc, được gia nhập vào người gác đêm, cho nên mới có anh của ngày hôm nay. Đi nhé, Lê Văn Vân gật đầu. Sau khi thêm WeChat, anh rời khỏi quán cà phê cứ như đang chạy trốn. Thấy bóng lưng của Lê Văn Vân, Diệp Hinh vén tóc mái của mình. Cùng lúc đó, đầu lông mày có một tia ai oán lóe lên, cô ta thì thảo nói còn là một người đàn ông ngay thẳng. Audio điện tử võ tấn bền